bắt nóng hai kẻ dùng dao cứa cổ, cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Giả vờ thuê tài xế xe ôm công nghệ để di chuyển từ Hà Nội về Hưng Yên, Huỳnh Đức và Việt Anh đã lợi dụng trời tối vắng vẻ, dùng dao cứa cổ hòng cướp tài sản của tài xế. Chiều ngày 21 tháng 6, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Huỳnh Đức, 16 tuổi và Đỗ Việt Anh, 17 tuổi, cùng trú tại thôn Hạ Bì, xã Cổ Bi, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Văn Đê, 31 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam, là tài xế xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy chở hai thanh niên đi từ Hà Nội về thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Khi đến địa phận thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, lợi dụng thời điểm đường vắng người qua lại, hai thanh niên đã dùng dao, loại dao gọt hoa quả, mang sẵn cứa vào cổ anh Đê làm nạn nhân bị thương với mục đích cướp tài sản. Anh Đê đã giằng co, thoát ra được và hô hoán để nhờ người dân đến hỗ trợ. Cướp tài sản không thành, hai đối tượng bỏ chạy. Lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân đã giữ được một đối tượng là Lê Huỳnh Đức, đồng thời thu giữ con dao gây án. Anh Đê được người dân đưa đi cấp cứu. Vết thương trên cổ anh Đê dài khoảng 13 cm, do được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhận được tin báo, sau khi báo cáo lãnh đạo công an tỉnh và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên xin ý kiến chỉ đạo, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với công an thị xã Mỹ Hào, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập hợp tài liệu, vật chứng có liên quan, đồng thời khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng còn lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Đỗ Việt Anh. Đối tượng đã cùng với Lê Huỳnh Đức thực hiện vụ cướp tài sản của anh Đê. Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Đức và Việt Anh khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên bàn bạc thực hiện việc cướp tài sản của anh Đê, trong đó Huỳnh Đức trực tiếp dùng dao cứa vào cổ anh Đê khiến nạn nhân bị thương.